Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng ngày 21 tháng 5. Sau đây là một số tin chính. Các vấn đề trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Hà Nam. Điều quan trọng là phải thay đổi nhận thức và cách làm của bà con nông dân.